Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, chiều ngày 28 tháng 9 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây ghi nhận giá mít Thái ở các khu vực bình ổn nha bà con nha. Thì kênh cũng cập nhật cho bà con. Trong chiều ngày hôm nay thì kênh có cập nhật lại giá ở khu vực miền Đông. Bà con lưu ý ha. Thì cụ thể giá chiều hôm nay như sau: tại khu vực Tiền Giang, kem lớn 32, kem nhỏ 22, kem 3 12. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, kem lớn 31, kem nhỏ 21, kem 3 là 11 nha bà con. Giá mít kem rớt tại khu vực Tiền Giang là 12 và 15. Kem ở mít chợ chứ, mít chợ thì hiện nay đang dao động từ 5 đến 6 ngàn, bà con lưu ý. Riêng tại khu vực Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu thì kênh cập nhật giá là chiều ngày hôm nay đó là kem lớn 27, kem nhỏ 17 và kem 3 là 9 nha bà con nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây nè. Cũng như là nhấn nút thích video và bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Hiện nay thì tình hình ở các khu vực có thể là sẽ chưa có sự đồng nhất. Và rất là cảm ơn những thông tin mà bà con chia sẻ cùng với kênh Nhà Nông Miền Tây. Bà con vẫn hãy cứ tiếp tục ủng hộ và tiếp tục bình luận nếu như có ý kiến, có đóng góp gì cho kênh nhé. Kênh cũng sẽ ghi nhận và hoàn thiện hơn để mỗi ngày có thể mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn cho quý bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.